Wow, Phương kìa cười lên nha. Ồ, bên này có con gà kìa. Ồ, con voi kìa. Ồ, cái hồ nè, có con rồng nè. Có bún đạp vậy. Chơi đi xong lại chứ. Ê, khí cầu kìa. Máy bay kìa. Wow. Có một người hả? Wow. Đó lửa mà, thấy chưa, hồi nãy em nói có lửa. Được có mấy người à. Mà hết 200 ngàn người á. Bên kia cũng có kìa. Có một con nó bay luôn kìa Phương ơi. Có con bên kia bay luôn đó. Cây tre rồi, qua kia rồi thấy. Phố ẩm thật. Tàn phố cây. Đâu đâu đâu. Tàu cao tốc. Đó, thấy con kêu ai không? Đó, bay kìa. Ôi, nhiều quá ha. Quá trời cái. Đang đi với bố. Trời, nó bay qua bên chỗ Bắc Quốc luôn rồi làm sao? Ô, đây có con gà kìa. Đây, qua đây nè, quả cầu nè. Bữa nào mới cho con ơi, hồi đi. Cao quá. Quay. Đi này ghê lắm á. Mình đi chắc là phải đóng tiền. À, đóng tiền. Đợt trước là đóng tiền. Đợt trước mình đợt. Hồi xưa mình đi mình mua vé rồi đó, làm gì đã có vé trọn gói. Hồi xưa chưa có vé trọn gói. Mắc quá trời luôn, đi một lần quá hớp. Ô, dưới kia có một quả thiên cái cầu lớn như kìa. Nó không cho dừng luôn, ở đây là đi thẳng. Ô, cái này đi nhanh nha. Rồi mình xuống nhanh. Đây nè, thiên cái cầu nè. Nè, đây nè. Cái này đi được có một người à. Cái này đi được có một người thôi. Thì nó bay lên. Ủa, cầm không có thắt dây an toàn gì hả? Đâu thì ngồi trong cái lồng mà. Cái lồng xíu đúng rồi đó. Ông kia ông về cầm cái đó. Ừ, đã đưa bay lên trời luôn. À, hay ông đó ông chụp hình. Ủa hay là ủa vậy chừng nào mới được xuống? Hai vào. Mình đi tới ga cũ. Cây xương rồng nè, nhà xương rồng nè. À, đẹp luôn. Trời ơi cao quá. Xương rồng này là tới cổng rồi. Ô, con cá mập nè. Này là thủy cung. Thủy cung này cũng đẹp lắm. Mà tốn vé. Hình như một vé 60. Nhưng mà đẹp lắm. Cá. Nhưng mà cá đẹp lắm.
Ở trên cái cầu kìa, được có tí xíu rồi. Đi rồi, hồi xưa bố đi hết là đầm sen. Nè, con rồng mình chụp hình nè. Trời ơi, nó leo lên rồi, hồi con rồng nó gãy sừng, gãy cành càng hết trơn. Nhiều quá, đẹp quá, đẹp quá. Ô, con rồng cây kìa. Này tới cổng rồi nè. Đây lên rồi đó. Đây, đi cầu đây. Thì kia là có người nó đi theo đó. Nó có dây dữ. Mau quá à. Vậy là chuyến này mình đi mau á. Chuyến kia khách chửi quá trời luôn. À, con vịt kìa, con vịt kìa. Nhiều con vịt quá. Còn bây giờ bố sẽ đạp cọ ngọc không thần. Ừ, vậy lâu. Kìa, kính cái cầu kìa. Ủa, nhưng không ai còn ở trên thì bố. Phải cao vậy luôn đó. Rồi có tí xíu rồi à. Đâu? Cái nào? Thì bị đứt dây á. Cái nào? Nãy giờ mình đi đâu cũng đi theo. Mà mình bay. Ồ, bên này có khinh khí cầu nhìn trái tim. À, chỗ em chơi hồi nãy hả? Đúng rồi. Tới rồi, tới ga rồi. Nè, có ếch nè. Ốp ốp. MV còn chưa được đi con ếch. Tại em người ta không có cho đi. Tới rồi.